Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Và mấy ngày nay các bạn hot nhất vẫn là cái chức năng phòng trưng bày ma quái các bạn ha. Và nhà nhà, người người thì chúng ta cùng đua nhau khoe những bộ sưu tập mà các bạn cho là xịn nhất, ngon nhất của mình lên nhóm, lên group hoặc là lên trong một vài nhóm ban hội hoặc một vài hội kín nào đó của các bạn. Nhưng mà các bạn, hệ thống sức mạnh mới này rõ ràng là chúng ta đang thấy nó có rất là nhiều bất cập các bạn. Và một trong những cái bất cập lớn nhất của hệ thống sức mạnh mới này đó là việc tháo lắp các bạn nha. Đối với cái cổ vật mà truyền thống từ trước tới giờ thì việc tháo lắp nó vô cùng dễ dàng. Các bạn muốn chọn món nào các bạn chọn các bạn muốn chọn chuyển sang, các bạn chuyển qua, chuyển lại rất là dễ dàng và chỉ có một cái thao tác là nút bấm hoặc là copy là được. Tuy nhiên về cái cổ vật mới này thì nó lại khác một xíu. Ví dụ bây giờ mình lắp cái mình trang bị vào của cái con Yuras. Và giờ mình muốn đổi sang một cái món khác thì sao các bạn? Nó là báo như thế này nè. Phải xóa bộ sưu tập hiện tại để có thể trang bị bộ sưu tập khác. Và sau khi xóa, bạn không thể trang bị bộ sưu tập mới trong vòng 24 giờ các bạn, 24 giờ nha. Và có thể dùng kim cương để rút ngắn thời gian này. Bạn sẽ tiếp tục đổi bộ sưu tập. Đây là cái gọi là cái hạn chế lớn nhất khi mà cái bộ sưu tập này ra đời nha các bạn. Như vậy khi mà các bạn sử dụng cái chức năng mà copy đội hình, ví dụ như khi mà chúng ta copy đội hình trong liệu map đi các bạn, đó chúng ta copy đội hình ha. Chúng ta copy ở đây, đồng thời cấu hình sử dụng bộ sưu tập của đối phương. Ví dụ ở đây các bạn. Như vậy thì nó sẽ có một cái đó là khi nó sẽ tự động nó đổi sang bộ sưu tập khác. Và cũng với những cái con tướng đó, khi mà các bạn đi sang một cái chế độ chơi khác các bạn, cùng với những con tướng đó, khi mà các bạn sử dụng trong một cái chế độ chơi khác thì như thế nào, thì bắt buộc chúng ta cũng phải đổi cái cấu hình của bộ sưu tập. Như vậy thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều kim cương cho việc đổi qua đổi lại như vậy. Chúng ta sẽ tốn rất là nhiều kim cương cho việc đổi qua đổi lại như vậy. Đây là cái ý thứ nhất. Đó là khi mà cái bộ sưu tập này ra mắt thì khi mà các bạn đổi qua đổi bộ sưu tập giữa các tướng trong nhiều chế độ chơi, ví dụ như vương quốc bị xoắn, vương quốc bị nghiền rủa, hà lá, mộng, cấp độ kho báu và đi map chẳng hạn, thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều kim cương cho những lần đổi qua đổi lại này. Thay vì trước cổ vật thì các bạn có thể đổi thoải mái, đúng không? Ok, đây là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai các bạn, đó là bộ sưu tập của chúng ta thì nó sẽ khác với cái cổ vật. Cổ vật thì cổ vật nào của ai nó cũng giống nhau, dù của mình, của bạn A, của bạn B, của bạn C, của bạn D, của 100.000 người chơi, của 1 triệu người chơi trên toàn thế giới, cổ vật về chỉ số cũng như là về tác dụng nó hoàn toàn giống nhau và nó không khác gì hết các bạn. Do đó, khi mà các bạn copy team leo map, người ta xài cổ vật bậc A, bạn xài cổ vật A thì khả năng các bạn copy team và các bạn qua map theo giống người ta là cực cao. Tuy nhiên, về cái bộ sưu tập mới thì nó lại khác như cổ vật các bạn. Bộ sưu tập của người ta cộng tới 2 level. Bộ sưu tập của người ta cầm đúng chỉ số sức mạnh cho tướng. Ví dụ Abel thì người ta lên đúng một món, nó nâng một món là nó nâng những chỉ số, ví dụ như phóng đại sát thương chí mạng, phóng đại sát thương chí mạng vân vân, cộng thêm 2 level cộng với cộng tỷ lệ chí mạng, cộng sát thương vân vân. Còn cái món của chúng ta thì là cộng những chỉ số linh tinh như là tăng độ bền, phản đòn chí mạng, tăng tấn công, rồi phục hồi mana. Nói chung là những chỉ số nó sẽ không giống nhau. Giữa những cái món như này thì rất khó để các bạn xây theo cái ý mình muốn nói ở đây là những cái chỉ số về cổ vật của cái bộ sưu tập á, các bạn rất khó để xây sao cho đúng y chang với chỉ số của người đã dùng trước đó để leo map thành công các bạn. Do đó thì tỷ lệ thành công để vượt map là sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cùng với đó là cái hiệu quả mang lại khi mà các bạn sử dụng đúng y chang bộ sưu tập, đặc biệt là đi trong leo map nè, leo tháp nè, nó sẽ cho ra một kết quả hoàn toàn khác. Tại vì những chỉ số cộng thêm nó khác nhau các bạn, nó khác nhau quá. Ngày xưa thì cổ vật thì ai cũng giống nhau, giữa 1 triệu người chơi trên toàn thế giới thì nó cũng giống như là một cũng giống như chúng ta bạn, giống nhau hết. Còn bây giờ thì nó lại khác nhau rất là nhiều. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc là chúng ta copy team, đặc biệt là đối với những người mà cần copy team để leo map hoặc leo tháp vua đó bạn. Những khi mà chúng ta dùng những chức năng này copy team mà đối phương có sử dụng bộ sưu tập mới á, ảnh hưởng rất là nhiều bạn nha, ảnh hưởng rất nhiều tới việc chúng ta copy team. Một là vừa tốn kim cương, thứ hai là khả năng mà các bạn bắt map nó cũng thấp hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta ngày xưa chúng ta dùng cổ vật. Đây là những cái bất cập của hệ thống sức mạnh mới các bạn. Winter is...
I long for the day when I can return to... 私はエミリア。こっちは精霊のパックよ。The light is not omnipotent, but it will forever light my way. Rồi, trên đây là những ý kiến của mình về những bất cập về hệ thống sức mạnh mới các bạn. Nó sẽ làm hạn chế đi cái khả năng, đặc biệt là mình thấy hiện tại là đang rất là khó khi mà các bạn muốn copy team á. Copy team mà người ta xài cái cổ vật, cái bộ sưu tập như thế này, các bạn copy theo thì có thể là người ta xài, người ta qua được. Nhưng mà khi các bạn copy, các bạn xài theo, chưa chắc các bạn đã qua được nha. Bởi vậy nên bây giờ nó mới có thêm một cái dòng là đồng thời sử dụng cổ vật của đối phương các bạn. Chúng ta sử dụng hay không, nếu mà các bạn không để ý các bạn bấm vào, nhiều khi các bạn sẽ tốn kim cương on rất là nhiều nha. Tất nhiên bên cạnh đó thì sẽ còn một vài ý. Ví dụ như là các bạn, đa phần các bạn sẽ gặp phải, đó là khi các bạn sử dụng cái bộ sưu tập của các bạn so sánh với các bộ sưu tập của các VIP player, nó sẽ không mang lại hiệu quả giống như vậy. Ví dụ như các bạn sử dụng trong BBB, các bạn sử dụng trong D-Bot thì chắc chắn nó sẽ không mang lại hiệu quả giống như vậy, tại vì các dòng chỉ số của bạn cộng nó không giống các bạn nha, thì nó sẽ khác. Rồi, đó là mình đang nhắc tới bất cập về trong cái quá trình sử dụng. Còn bất cập khi mà chúng ta xây bộ sưu tập thì chắc hẳn là nhiều ngày qua chúng ta đã trải nghiệm đủ, đúng không các bạn? Bất cập nhất đối với việc mà khi chúng ta xây dựng cái bộ sưu tập kỹ năng này, đó là nó sẽ không bao giờ mà nó ra đúng ý chúng ta muốn các bạn. Nó ra chỉ số, nó sẽ không như ý chúng ta. Nói chung là khá là cực, sẽ tốn rất là nhiều thời gian, công sức cùng đó là tài nguyên để chúng ta có thể xây được một bộ sưu tập kỹ năng hợp đối với một tướng các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, game nó có một dòng đó là nó sẽ không ra mắt thêm bộ sưu tập kỹ năng trong thời gian ngắn. Điều này không có nghĩa là trong tương lai nó không ra nữa các bạn. Và như vậy thì có nghĩa là gì? Sau khi các bạn xây được một bộ sưu tập kỹ năng phù hợp cho tướng, các bạn tốn khá là nhiều thời gian. Ví dụ nha, các bạn tốn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng các bạn xây được bộ sưu tập kỹ năng phù hợp cho tướng, thì sau đó lại ra thêm cái bộ sưu tập kỹ năng mới mạnh hơn và phù hợp với tướng hơn, thì các bạn lại đâm đầu đi xây thêm cái mới đó, thấy nhức cái đầu đúng không các bạn? Đây là những cái bất cập mà chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trước. Riêng cái khoản mà các bạn không xây được bộ sưu tập kỹ năng đúng ý các bạn thì cái này thì chắc hẳn là nhiều người, rất là nhiều người đang bị nha. Đặc biệt là nếu mà bạn nào trong những ngày đầu chúng ta nhận thưởng từ thư, các bạn có thể nhận được phần thưởng cộng thêm cái cuộn sâm từ thư khá là nhiều, và các bạn nhận được bút vàng và các bạn đã thử đi rồi ha. Tuy nhiên với việc các bạn sử dụng bút vàng mà nó không đổi lại được cái chúng ta mong muốn thì chắc hẳn là rất là nhiều người bị. Mình ở đây là có thể được xem là một trong những người su su của bạn ha. Mình chưa nhận được một cái bộ sưu tập kỹ năng nào cảm giác như là ngon hết các bạn. Ra đều rất là cùi, chỉ có một hai dòng đỏ, khá là chán các bạn. Rồi, và giờ ra cái bộ sưu tập kỹ năng mới, các bạn thấy trai map cực không? Sử dụng những cái team mà người ta win sẵn mà không sử dụng bộ sưu tập á, thì là nãy giờ các bạn thấy ha, mình trai hoài thì không ra. Còn sử dụng bộ sưu tập á, chỉ số nó không giống, có xài thì nó cũng không qua được các bạn. Ôi cực. Đã có một vài bài viết ở trên nhóm rồi các bạn, than phiền về việc là sử dụng bộ sưu tập kỹ năng và bị tuột, và các bạn bị tuột kim cương không phanh khi không để ý cái việc là các bạn tháo lắp tốn kim cương đó các bạn. Nên là các bạn lưu ý giúp mình nha, khi mà chúng ta tháo lắp cái bộ sưu tập kỹ năng mới sẽ tốn khá là nhiều kim cương, nên chúng ta để ý nha các bạn. Rồi, cho con cưng của Lilith vào xem sao các bạn, Damia. Cho con này vào thì có vẻ ngon hơn rồi. Ok, win. Khá là cực, cuối cùng cũng win các bạn.
Rồi, cuối video thì mình sẽ lắp lại cái món của con Rem cho các bạn xem nha. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta trang bị lại các bạn, trang bị. Rồi, nó báo nè các bạn. Sau khi xóa bộ sưu tập, bạn cần chờ 24 giờ để trang bị bộ sưu tập mới, dùng 100 kim cương để bỏ qua thời gian chờ. Đó, các bạn thấy tốn tiền rồi đó. Tháo ra lắp vô là chúng ta thấy chúng ta tốn một mớ rồi các bạn. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nói chung là vấn đề mà bất cập mới nhất hiện tại là chúng ta sẽ rất là khó copy đồ hình để đi map cũng như là đi tháp vua. Nói chung là một số hoạt động mà chúng ta cần copy đồ hình đó, rất là cực các bạn. Nó sẽ mang lại kết quả không mong muốn đâu. Tại vì bộ sưu tập nó quá là khác biệt giữa những người chơi với nhau. Nó không giống như là cổ vật ha. Cổ vật thì ai cũng như ai. Rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.